tại trung tâm biểu diễn và sự kiện Stone Pavilion, thủ đô London, Vương quốc Anh, đã diễn ra chương trình gala trao giải được mang tên Outstanding Kids Award lần thứ nhất. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tài năng nhỏ tuổi xuất sắc trong lĩnh vực thời trang và nghệ thuật tại Anh năm 2019. Tại đây, có 3 đại diện người Việt đã được trao giải. Hơn 30 em nhỏ tài năng trên khắp nước Anh đã tụ hội tại lễ trao giải Outstanding Kids Awards do tạp chí thời trang Outstanding Kids Vương quốc Anh tổ chức, với 42 hạng mục giải thưởng cho trẻ em và 2 giải thưởng cho người lớn. 3 đại diện Việt Nam gồm 2 em nhỏ tới từ nhóm ươm mầm tài năng Việt Kids UK là Emily Nguyễn 13 tuổi và Anna Hoàng 10 tuổi, là 2 gương mặt tài năng trong các lĩnh vực thời trang và nghệ thuật đã được trao giải nghệ sĩ nhỏ tuổi tỏa sáng nhất của năm, và chị Hà Hoàng, mẹ của Anna Hoàng, người luôn đồng hành cùng 2 tài năng Việt Nam đã được trao giải người mẹ của năm. Emily Nguyễn, Anna Hoàng và chị Hà Hoàng hiện đang sinh sống tại London, Anh. Đây là phần thưởng cho những nỗ lực và đóng góp không ngừng của họ trong 2 năm qua tại Anh với việc thiết kế, trình diễn áo dài Việt Nam cũng như giới thiệu âm nhạc, văn hóa Việt Nam tại Anh.